Thưa quý vị, hôm qua, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây chủ trì cuộc họp để thông qua kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện thu chi ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 và công tác mời gọi đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn. Thời gian qua, Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện thu ngân sách đạt và vượt một số nguồn thu. Cùng với đó, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương được thực hiện đảm bảo theo định hướng của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là 268 tỷ đồng, đạt 28% dự toán thành phố giao. Chi ngân sách trên 248 tỷ đồng, đạt 20,8% dự toán năm thành phố giao. Công tác mời gọi đầu tư được quan tâm thực hiện, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư trên địa bàn. Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây giao Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch khai thác quản lý đất công, đất dôi dư trên địa bàn, đề nghị chấn chỉnh ngay tình trạng cho thuê đất công không đúng quy định của pháp luật, tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu hồi nợ động kết hợp tiết kiệm chi, đảm bảo cân đối thu chi phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đối với công tác mời gọi đầu tư, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá về môi trường, tiềm năng và cơ hội đầu tư của thành phố. Kịp thời phối hợp hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc, sớm triển khai dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bá Tám cho biết, từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, trên địa bàn huyện Tri Tôn xảy ra 2 vụ cháy tại khu vực núi Dài thuộc xã Lương Phi và thị trấn Bà Chúc, khu vực núi Tô thuộc 3 xã núi Tô, An Tức, Ô Lâm, tổng diện tích đám cháy trên 41,66 ha, xã Lương Phi 12,8 ha, xã núi Tô 17,65 ha, xã An Tức 9,57 ha, xã Ô Lâm 0,81 ha, thị trấn Bà Chúc 0,83 ha. Với quyết tâm khống chế bằng được đám cháy, chống cháy lan và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, quá trình chữa cháy đã ghi nhận 38 tiếng nổ lớn nhỏ. Tổng lực lượng tham gia công tác phòng cháy chữa cháy từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 là 1.656 lượt người. Các lực lượng chữa cháy đã dốc toàn lực, quy động toàn bộ trang thiết bị phương tiện để tiếp cận và chữa cháy như máy chữa cháy đeo dài, máy bơm nước đồi núi can nước, quy động 4 dụng cụ bay không người lái drone phun nước tại những khu vực vách đá, quy động xe chữa cháy chuyên nghiệp, xe chở thiết bị hậu cần, máy bơm công suất lớn. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bá Tám, thời gian tới huyện tiếp tục tập trung quy động các lực lượng và các phương tiện dập tắt triệt để đám cháy, không để bùng phát trở lại. Bố trí lực lượng trực và theo dõi quan sát các vị trí cháy đã được dập tắt 24 trên 24 giờ, đồng thời tăng cường quy động lực lượng hỗ trợ trực các bìa rừng, bố trí sẵn sàng dụng cụ phương tiện nguồn nước, đảm bảo phục vụ xử lý chữa cháy kịp thời tại chỗ. Huyện cũng tăng cường phát thanh tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng, đặc biệt tuyên truyền cấp độ cháy rừng, cảnh báo sử dụng lửa trong dân khi thời tiết nắng nóng hanh khô kéo dài. Các địa phương tổ chức trực ban phân công lực lượng ứng trực 24 trên 24 giờ trong giai đoạn cao điểm mùa khô, tăng cường công tác tuần tra canh gác, phát hiện sớm lửa rừng và đảm bảo lực lượng ứng trực sẵn sàng quy động lực lượng tại chỗ xử lý ngay khi cháy rừng xảy ra. Thưa quý vị, xác định công tác giảm nghèo là một trong nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, huyện Phú Tân đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, trong đó công tác đối thoại với hộ nghèo là một trong những biện pháp hữu hiệu để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của hộ nghèo, làm căn cứ xây dựng các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả. Tại các buổi đối thoại với hộ nghèo, mọi người dân đều cởi mở chân tình, người nghèo mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng cũng như cách làm để có thể thoát nghèo. Còn lãnh đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã trả lời thấu đáo cụ thể những vấn đề mà người dân đã nêu ra. Điển hình như ông Nguyễn Văn Phát, hộ nghèo xã Tân Hòa. Trước đây ông chạy xe Honda ôm, thu nhập ngày càng giảm nên đổi qua làm rẫy. Ông kết hợp cùng hộ khác theo thỏa thuận một bên có đất, một bên bỏ công làm rẫy, cuối vụ chia đôi. Thấy nghề trồng rẫy có điều kiện phát triển, cộng thêm kinh nghiệm mấy năm nay, ông rất mong được vay vốn để tự thuê đất, trồng cây màu ngắn ngày, cải thiện thu nhập cho gia đình thoát nghèo. Cái mô hình là để làm cái dự án là để trồng trọt gãy, trồng gãy. Mà giờ chưa có đồng vốn để dây vốn mà để làm. Thì đối thoại thì như vậy thì cũng thỏa đáng. Để giúp cho hộ nghèo thì có ích cho hộ nghèo, đâu mà để thoát lên hộ nghèo, thoát nghèo. Cũng nhân dịp được gặp gỡ ngành chức năng và chính quyền địa phương, bà Quỳnh Thị Nhẩm, hộ nghèo ngụ ấp Trung Hòa, xã Tân Trung, đã mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình. Tôi bán rau cải, cần một nguồn vốn mua bán nhỏ nhỏ.
là yêu cầu cho tôi vay 20 triệu để mua bán sinh sống, cố gắng làm ăn lên nặng mà thoát nghèo. Trước những ý kiến kiến nghị của người dân đều được đại diện các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương giải đáp thấu đáo rõ ràng. Chẳng hạn, về chính sách học nghề, các nghề đào tạo ngắn hạn phù hợp thanh niên trong độ tuổi lao động. Ngoài ra, người dân còn được học mô hình sinh kế chăn nuôi, trồng trọt, khi được hỗ trợ con giống sẽ vận dụng kinh nghiệm chăn nuôi hiệu quả hơn. Nhờ các buổi đối thoại, hộ nghèo, cận nghèo được bày tỏ những mong muốn nguyện vọng rất thực tế và chính đáng. Đối thoại với hộ nghèo, thì đây là một cái hình thức tuyên truyền trực tiếp. Theo kế hoạch thì huyện tổ chức tổng số là 18 điểm tuyên truyền tại 18 xã thị trấn. Thì cái số lượng tham dự thì dự kiến là khoảng 1.200 hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hộ đã từng là hộ nghèo và cận nghèo nay đã thoát nghèo trong thời gian 36 tháng. Những cái ngành có chức năng của huyện, rồi chính quyền đoàn thể của địa phương để thông tin trước mắt là các cái chính sách về cái chương trình giảm nghèo cho người dân cũng như là đối tượng thụ hưởng, tập trung cho cái dự án sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo. Thì đây là một trong những cái chính sách mới cũng như là ưu đãi của nhà nước nhằm mục đích là giúp cho họ có cái điều kiện căn cơ về công việc làm ổn định, tạo ra thu nhập để thoát nghèo bền vững. Tính đến cuối năm 2023, toàn huyện Phú Tân còn 1.458 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,74%, và 3.036 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,7%. Năm 2024, huyện đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,5% và hộ cận nghèo giảm 1,5%. Những chính sách đồng bộ thực hiện thời gian qua như tín dụng việc làm, hỗ trợ bảo hiểm y tế, ưu đãi về giáo dục, hỗ trợ về pháp lý, lao động việc làm, học nghề, tập trung cho mô hình giảm nghèo là giải pháp căn cơ nhất. Năm 2024, huyện Phú Tân hỗ trợ vốn để thực hiện công tác giảm nghèo trên 12 tỷ đồng. Để giải ngân hết nguồn vốn này, cần nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân và đối tượng thụ hưởng chương trình thông suốt, hiểu rõ các chính sách hỗ trợ, điều kiện tiếp nhận và phương thức sử dụng để đồng vốn đạt hiệu quả cao nhất. Có thể thấy, đối thoại với hộ nghèo là một trong những giải pháp tuyên truyền trực tiếp hiệu quả các chính sách trong việc thực hiện kế hoạch giảm nghèo, đồng thời giúp ngành chức năng và chính quyền địa phương hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn của người dân để có giải pháp kịp thời hỗ trợ. Cùng với đó, huyện và các địa phương cũng thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo, giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, thoát nghèo bền vững.